Khi mình bấm máy chạy á, đèn sẽ sáng màu đỏ, còn ghim sạc thì đèn sẽ là màu xanh. Đây, máy chạy thì đèn sáng màu đỏ nha. Phụ kiện sẽ gồm có một khăn lau, một cáp sạc, một chổi và một sắt hút dẫn, khung, hộp chèn chống sốc. Bây giờ mình test cáp sạc trước. Khi máy nó ghim sạc đầy thì nó tự động ngắt nha. Cứ để vậy thôi. Nhận pin là ok. Đèn trên cái này nó sáng, đèn ở đây cũng sáng. Giờ mình sẽ máy mới ở trong hộp cho nên mình sẽ lấy ra mình test tính năng hút của nó chạy một hai dòng thôi nha. Ở trên cái nền này để test cái tính năng của nó thôi. Chứ nếu mình cho nó quay nhiều quá thì nó sẽ dơ. Khi nó gặp chướng ngại vật thì nó sẽ tự quay đầu. Còn nếu mà gặp cầu thang thì nó sẽ đứng lại nha. Ok. Cho nó quay ít cho nên nó cũng hút được chút thôi. Đấy. Nó sẽ hút những cái bụi, những cái cát nhỏ nhỏ như vậy. Giờ mình sẽ lau cái này đi. Mình để cái nắp mà nó kêu tập tập như vậy thì tức là nó mới vô chốt, nó mới không bị lỏng cái nắp. Mình sẽ gắn khăn ở đây luôn, khăn này nó lau bụi nhỏ, khi nào mình dùng nó dơ thì mình tháo ra mình giặt đi thôi. Khăn đã gắn trên máy, còn cáp sạc và chổi thì mình để bên hông, sách hướng dẫn thì để lên trên cùng.